Đúng rồi. Thì mình nghĩ là Jin Dong vẫn là ứng cử viên số 1. Nếu mà gọi mình, các bạn hỏi mình sẽ sắp xếp cái phong độ, cái định gọi là đánh giá sức mạnh, thì mình nghĩ là Jin Dong, xong tới Genji, xong tới T1, xong tới BLG. Mấy anh em nào ở bên TikTok thì mình xin được giới thiệu, thì mình đang quảng bá cho game MU trứng vàng nha. Nếu mà được thì mọi người có thể download game ủng hộ mình. Cảm ơn em. Anh em nào mới download thì có thể sử dụng cái code là BLV666 để có thể nhận quà là 2.000 kim cương. Mùa này Jin Dong vô địch chung kết thế giới không? Jin Dong hiện tại là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới. Không có nghi ngờ gì về điều này cả. Jin Dong là ứng cử viên số 1, Genji là số 2, T1 số 3. Áo VTV, ừ. Đây là cái áo VTV nè anh em. Áo này tự nhiên hôm nay cái mình lục áo của mình kiếm này được. Áo này là mình là người đề xuất làm và mình là người thiết kế. Nó thiết kế nghe nó sang. Gắn hai logo lên luôn, thiết kế áo đẹp phết. Cảm ơn Gia Cát Nam nha. Giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Tấm vé thứ tư của LCK sẽ là Dự đoán của mình là DK. Cảm ơn bạn Hoàng Lê nha. Anh nghĩ DK vô địch được không? DK thì đi chung kết thế giới cũng đang nguy hiểm, nhưng mà vô địch thì anh nghĩ chắc là không. Đi được chung kết thế giới là vui rồi, chứ DK mắc gì vô địch nổi. Khó lắm. Cảm ơn Hoàng Lê nha. Gửi anh bữa khuya. Cảm ơn bạn Hoàng Lê nhiều. Mấy anh em bên TikTok nhớ thả tim giùm luôn cái nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn Gia Cát Nam nha. Giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Thanh yêu DK chào mừng SLE đến với CKTG. Thực sự mà nói á, gọi là nếu mà để mà cho nó vui á, thì thật ra mình muốn hai thằng đến chung kết thế giới cuối cùng của LCK là thằng DK và thằng Hanwha Esports. Tại vì cái câu chuyện của tụi nó và những cái cá nhân của tụi nó sẽ thú vị hơn so với lại thằng KT. Mình rất là xin lỗi fan KT nếu có bạn nào ở đây, nhưng mà mình thật sự là cái tuổi KT, cái cơ hội lớn nhất của nó đã trôi qua rồi. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà để cái mạch mạch truyện chung kết thế giới nó mà hấp dẫn á, thì thằng DK và thằng Hanwha Esports nó sẽ đem tới nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Đó là cái suy nghĩ của mình á. Nhưng mà mình nghĩ rằng để hai thằng này cùng tới chung kết thế giới nó sẽ hơi khó một tí. Mình nghĩ là một trong hai thằng phải tập thôi. Tại vì KT thì phong độ của nó, mình không biết phong độ của KT hiện tại như thế nào, không biết. Mà nói chung thì ba thằng đó thì chắc chắn là phải có một thằng tập rồi. Thằng nào tập thì bây giờ không biết. Nếu như để mình dự đoán thì mình sẽ dự đoán là KT với DK vào Hanwha Esports tập. Đó. Còn thực sự thằng nào tập thì mình 760 không biết đã được. bị scan 5.000 đồng. Chi hơn 200 củ cho hai thằng nó báo. Trẻ mới mà đá như trẻ cũ. Ai cứu đờ si trẻ xanh đây? Không, nhưng mà mình nghĩ là cái câu chuyện của Chelsea thì chắc là nó sẽ cải thiện thôi. À, anh em bên TikTok, mình có để cái link download game game này tên là MU trứng vàng. Mọi người nếu mà được thì ủng hộ mình một cái download game nha. Link download game nó nằm ở ngay trên livestream đó. Cảm ơn anh em nhiều. Còn nếu anh em rảnh tay hơn thì giúp mình một cái thả tim nha. Anh nghĩ sao về thể thức mới của chung kết thế giới? Thứ nhất là thể thức này nó sẽ thú vị hơn. Tại vì nó sẽ cho chúng ta một cái cách tìm ra các đội mạnh khác so với lại cái kiểu mà cứ mỗi bảng lấy hai đội. Mình nghĩ là cái cách này nó sẽ hay hơn. Khả năng cao là sẽ không có mấy cái đội mà tào lao bí đao nó vô được. Mà đội các đội mà vào top 8 á, đều sẽ là những đội mạnh nhất. Chứ sẽ không có lọt lọt mấy cái thằng kiểu như là thằng rốt lũi 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 vô được. Kiểu kiểu như vậy. Thì mình nghĩ cái thể thức mới này mình rất là thích của chung kết thế giới này. Không, gọi là tầm trung thì là không đúng. Người ta là Á quân. Á quân không thể nào là tầm trung được. Mình thì cũng phải là mình binh vực gì T1, nhưng đội Á quân không thể là tầm trung. Đội Á quân ít nhất nó cũng phải là tầm trung cao, là cao rồi. Không ai là đội Á quân, gọi là đội Á quân tầm trung. Một giải đấu chả lẽ chỉ có một đội vô địch là đội cao cấp, còn lại tất cả còn lại đều là tầm trung. Thì nói về nó cũng không đúng. Dù gì thì Á quân nó vẫn là đội tầm cao chứ không phải đội tầm trung được. À sẵn tiện đây mấy anh em bên TUP mà có muốn ủng hộ thì mình cũng đang live bên TikTok. Anh em qua bên TikTok thì có cái link download game, anh em có thể hỗ trợ mình download một quả game này cũng được. Mình đang quảng bá cho một game tên là MU trứng rồng. Ủa trứng vàng quên. Lộn tên game anh em. MU trứng vàng. Genji anh nghĩ có nhỉnh hơn Jin Dong không? Không, Genji không thể nào nhỉnh hơn Jin Dong được. Jin Dong bây giờ nó rất là ổn định, nó gần như là không có điểm yếu, trừ khi nào mà nó bị giá
vướng phong độ bất ngờ gì đó. Cam thắng TS là đi chung kết thế giới hả Alu? Đúng rồi. Thì mình nghĩ là Jin Dong vẫn là ứng cử viên số 1. Nếu mà gọi mình, các bạn hỏi mình sẽ sắp xếp cái phong độ, cái định gọi là đánh giá sức mạnh, thì mình nghĩ là Jin Dong, xong tới Genji, xong tới T1, xong tới BOG. Mình rất là xin lỗi, chắc chắn sẽ có người nhảy lên và nói là tại sao vừa rồi thằng BOG nó cả T1 lẫn Genji mà mình đã đánh giá nó đứng dưới. Thì mình xin được phép trả lời là tại vì chung kết thế giới của T1 thì vẫn là một cái thành tích chúng ta phải suy xét. Tức là khi mà T1 đến với chung kết thế giới thì thấp nhất T1 luôn luôn là vào tới bán kết. Còn lại thì đa phần đều là vào chung kết. Cho nên là mình sẽ được phép đánh giá chung kết thế giới T1 nó nhỉnh hơn một tí. Đó. Thì cảm ơn bạn video anh Donut nha. Thì xếp hạng của mình ở tại giải đấu sắp tới nó sẽ là Jin Dong, Genji, T1, BLG. Mấy anh em bên TikTok nhớ thả tim nha. Like bên TikTok mấy ngày đầu tiên view đang không ngon lắm. Anh em kéo lên được 100 view coi. Mấy anh em nào nếu mà được thì anh em có thể mở cái like bên TikTok của mình để ủng hộ view bên đó nha. Mình sẽ, tại vì bên TikTok á comment ít hơn, mình sẽ ưu tiên những cái comment bên TikTok nhiều hơn. Xin nhắc lại lần nữa là mấy anh em nào bên TikTok nhớ ủng hộ luôn bằng cách là download cái game MU trứng vàng này nha. Link download thì nó nằm sẵn trong like luôn á. Cảm ơn anh em. Không có gì đâu tâm lý, mình thấy vô đánh bình thường á, tâm lý. Top 5 AD chơi hay nhất 13.16. Ê, từ từ. Cái video đó mình đã làm rồi. Chắc là ngày mai trên TikTok sẽ có video mình đã làm tất cả 5 vị trí là những con tướng nào đang mạnh nhất, tỷ lệ thắng cao nhất của phiên bản 13.16. Thì ngày hôm qua đã ra top rồi, ngày hôm nay ra rừng rồi, thì ngày mai sẽ là mid AD. Thì anh em nào muốn hỏi về cái meta 13.16 á thì anh em có thể đợi ngày mai nha, mình sẽ ra đủ hết luôn cả 5 vị trí. Làm video team well với team secret chưa? Có một cái kịch bản, mình có hai, hiện tại mình đang có hai cái kịch bản. Là một cái kịch bản là phân tích trận game với lại secret cuối tuần này, và một cái là nói về câu chuyện team well và phong độ của họ. Đơn giản là tại vì anh nói rồi, anh nghĩ là đầu tiên là cái mạch truyện của DK nó sẽ, anh nghĩ nó sẽ hay hơn một tí. Còn tại sao thì hàng Hanoi Sport thì nó phản bội niềm tin của anh quá nặng nề luôn á. Tức là dự đoán nó ít nhất nó đánh thì kiểu như đừng có tệ quá, đánh vô hai dự đoán hai trận thua 0-3, thất vọng vãi. Gia Cát Nam giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Ở Hàn nếu vô địch ASEAN có được miễn quân sự cô A? Không, cái chuyện đó là chuyện của chính phủ Hàn nha, chứ không có chắc chắn về cái chuyện đó. Anh nghĩ là Fnatic có thể lấy được. Người có những cái tên nó tới chung kết thế giới thì nghe nó hoành tráng hơn một tí. Mình cũng không để ý LEC nên mình cũng biết đâu nè. Kihumi cho Lu ăn xoài xỉu luôn 100.000 đồng. CKTG đánh bách nào vậy anh? Phân tích meta CKTG đi anh. Meta chung kết thế giới chưa biết đâu. Nó phải tầm bách 13.18, 19 gì đó. Cho nên là phải khoảng chừng 3-4 bách nữa lận. Chưa biết được đâu Yumi ơi, cảm ơn Yumi nha. Team Secret có thể vào chung kết thế giới được không? Ở thời điểm hiện tại thì Secret là đội có phong độ cao ở tại VCS Playoff. Cảm ơn câu hỏi của bạn Gia Hùng Vũ bên TikTok nha. Thì mình nghĩ là, nhưng mà mình vẫn tin rằng cái khả năng trở lại của Team Well vẫn có. Mình nghĩ là cái vấn đề của Team Well chỉ là vấn đề phong độ thôi. Nó lụm được phong độ lên lại thì nó vẫn có thể được. Nhưng mà các bạn biết gì không? Lý trí của mình nói là Gia Cát Nam nha. Lý trí của mình thì nói là Team Well sẽ lấy vé 2. Nhưng mà con team của mình thì đang rất muốn Secret có được cái vé 2 đó. Nó đang bị cái vấn đề này á. Tại sau khi thấy cái màn lột xác của Hero và Secret ở giai đoạn cuối nó chạy nước rút này, mình rất là ấn tượng với Secret ở thời điểm hiện tại. Cho nên là mình cũng biết nữa. Thường thì khi dự đoán á, cái dự đoán mà mình sẽ đưa cho bên phía của VSET hay LCK á, là mình sẽ đưa cái dự đoán của lý trí. Những cái dự đoán mà các bạn sẽ thấy ở trên fanpage á, là những cái dự đoán của lý trí. Còn về mặt tình cảm á, thì mình đang thiên về Secret. Cảm ơn bạn vì donate nha. Cảm ơn mấy anh em bên TikTok nha. Mấy anh TikTok giúp mình cái là cảm ơn bạn Vịt Tập Bơi vừa mới gửi một hoa hồng. Nếu mà được thì anh em bên TikTok nhớ thả tim lực cho cái livestream bên TikTok nha. Cảm ơn anh em nhiều. Được thì các bạn có thể giúp luôn một cái download của game MU trứng vàng nha.
Một ngày mà chỉ cần 100 bạn download cái game này từ cái livestream này thôi là ấm luôn. À, anh em nào mới chơi cái game này, anh em có thể dùng cái code tên là BLV666 nha. Code hơi ác quỷ một xíu, được tặng 2000 kim cương á. MMU này ra lâu rồi. Không, đây là bản mới á anh em. Cái MMU trứng vàng vĩnh... Trứng vàng này là mới á. Lu mua cả tí xoài 50.000 đồng. TW Sheet 2 TS Sheet 1 nha anh mặt cười. Ok nha Yumi. Gam đi nấu ăn mặt cười. Gam mà không đi chung kết thế giới là... Lu sẽ livestream... Một buổi livestream... Xin lỗi các bạn, kéo dài 24 giờ. Thử thách liền. Đó, các bạn nhận vừa nhận được một cái kèo... Kèo mới của Lu nè. Kèo này sẽ trên TikTok nha. Nếu Gam đi không đi chung kết thế giới, Lu sẽ làm livestream 24 giờ. Mấy anh em bên TikTok nhớ thả tim giúp Lu cái nha. Em u trứng vàng nha anh em. Mình đang thấy có 300 bạn bên TikTok này, có thể giúp Lu mỗi người một cái download này là quá ngon luôn. Download game cũng nhanh mà nhớ download bằng wifi nha anh em, đừng download bằng 3G, 4G, 5G nha. Hơi cực. À anh em nhớ nha, cuối tuần này khi mà Gam đánh với lại Secret, trận cuối tuần này của Gam và Secret đội nào thắng là đi chung kết thế giới luôn đó. Trận cuối tuần này rất là căng luôn đó. Cảm ơn Kỳ thủ hộ nha. Thì tình hình lúc này là Team Well phong độ xuống quá, còn Secret phong độ đang cao. Cuối tuần này đội nào thắng là đi chung kết thế giới luôn đó. Thứ bảy, chủ nhật. Là trận chủ nhật này là siêu căng luôn đó. Game này chơi bằng điện thoại. Đúng rồi, game MU trứng vàng này chơi điện thoại nha bạn. Bạn Lũy Rosy. Cảm ơn bạn Vịt Tập Bơi gửi tặng hoa hồng nha. Cảm ơn bạn nhiều. Anh Lê giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Thông số gặp nhau giữa hai đội DK và SLEI win nhiều hơn vậy à? DK là đội có số lần thắng nhỉnh hơn. Mà các bạn chú ý, thực ra DK có số lần thắng nó rất là vượt trội so với lại các đội khác tại LCK. Tại vì cái thời điểm mà DK nó lên LCK á, là nó thắng rất là nhiều. Các bạn đừng quên rằng là nó 3 lần liên tục vô địch LCK, cho nên tỷ lệ thắng nó rất cao. Thậm chí là tỷ lệ thắng của nó với T1 á, là DK là thổi thắng nhiều hơn luôn á. Dạo thời gian gần đây bắt đầu nó xuống lại, thì cái tỷ lệ nó được kéo gần lại với nhau rồi. Chứ thằng DK tỷ lệ thắng với tất cả các đội đều rất là cao. Mãi tin anh Lu giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Slader đánh vậy thì Gam đi cũng đúng thôi mặt cười. Không phải tin luôn. Nếu như cuối tuần này Gam thua thì anh có livestream trước 12 tiếng demo không? Nếu như cuối tuần này Gam thua, anh sẽ làm một cái 6 tiếng demo trước. Niềm tin của Lu dành cho Gam là rất lớn luôn á. Nha Yumi, lúc đã nhớ vô donate nha. Không, đó không, battle nó trả về đâu. Mấy anh em bên TikTok nhớ đẩy team lên giúp Lu cái. Còn các bạn bên YouTube mà có bạn nào không biết kênh TikTok của Lu không ta? Thao giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. A Lu có thông tin gì về sân khấu VCS mùa sau cô A? Không. Lần trước thì kêu là mùa này có, nhưng mà mình cũng chả biết nữa, tại vì mình không phải là người làm việc bên VCS Studio. Chúng ta cứ hy vọng là mùa sau đấy chứ ạ, có anh cũng biết sao nữa. Võ Nhật Vinh giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Có tiếc gỗ xanh không anh mặt cười? Tiếc chứ. Tiếc nó về mặt chuyên môn thì rất là tiếc, nhưng mà mình nghĩ là quyết định của MU là quyết định bắt buộc phải đưa ra. MU không thể mạo hiểm cái phần marketing của mình với thằng Greenwood được. Nó đi có thể đi một thời gian để dịu dịu lại bớt, thì có thể quay lại một thời điểm nào đó khác. Cảm ơn bạn chưa đặt tên 101 nha, chúc mình coi lại donate nha. Cái quyết định của MU với thằng Greenwood là quyết định bắt buộc phải đưa ra, tại vì nếu là một cái đội khác á, không phải chịu nhiều sự soi xét của truyền thông á, thì còn được, chứ MU không thể nào mạo hiểm. MU không thể nào mạo hiểm với cái việc là cho Greenwood đá lại được. Anh Lu ơi, BSM mới xem lại The C các like ạ. Ủa em chưa thấy hả? Để lát ra anh check lại. Anh có dặn bên editor là hiện mấy cái live cũ. Để lát anh check nha, xong cái này anh check. Thành Lê giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Rất muốn SLE vào CKTG để gặp team Liquid. Biosic cay lắm rồi. Vâng Thành Lê nha. Mấy anh em này bên TikTok nhớ thả team cái livestream giúp Lu cái nha. Tên của game là MU Trứng Vàng. Mọi người nếu mà được thì giúp Lu một cái download nha. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em nào download xong mà chơi thì có thể sử dụng cái code BLV666 để nhận 2.000 kim cương. Hamed gặp Kiaya như con gặp bố. Cảm ơn nha các nam nha.
Không, cái nó không phải là về lối chơi đâu. Thằng Bay nó là vấn đề, mình nghĩ là vấn đề kỹ năng á. Tức là cái khả năng ăn mạng của nó tốt á, đó là vấn đề kỹ năng thôi. Dấu tên 875 đã rescan 5.000 đồng. T1 năm nay 2 cúp anh nhỉ? Đủ 2 cúp rồi mà. Anh nghĩ sao về việc mình đang khỏe mạnh, công việc thăng tiến đùng cái tai nạn, giờ mất sức khỏe, mất công việc, giờ nản quá, không biết sao để vực lại. Cảm ơn Ninh nha. Anh thì anh chỉ có thể chia sẻ với em thôi là có những chuyện là nó xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được những gì mà trong khả năng của mình. Thì anh nghĩ là trong khả năng của mình thì có thể chúng ta đầu tiên là chúng ta có thể cố gắng nhìn nhận nó một cách tích cực. Thì hồi phục lại và làm được cái gì thì làm. Tại vì cái này thì nói chung là cũng rất là khó. Ở trong cái hoàn cảnh đó thì mới có thể hiểu được. Nhưng mà có những thứ có thể là sức khỏe ảnh hưởng thì có thể làm những cái gì nó nhỏ hơn, mình vẫn có thể có ích cho bản thân mình và cho xã hội được. Anh hy vọng là em sẽ giữ được một cái tinh thần lạc quan để có thể tiếp tục có một cái cuộc sống tốt hơn. Nếu mà khi nào em cảm thấy mà thiếu đi cái sự lạc quan đó, em có thể nhìn qua Manchester United nè, Chelsea nè, T1 nè. Những cái tập thể đó người ta khổ hơn em. Anh người ta cũng khổ rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn có thể cố gắng bước tiếp mà. Cho nên là anh hy vọng là Ninh sẽ giữ tinh thần lạc quan nha. Dấu tên 205 đã rescan 5.000 đồng. Nếu TS với C đi thì vía của Slater ác quá. Cái gì? Không, Gam không thể nào thọt được. Cảm ơn mấy anh em đang bên TikTok nha. Cảm ơn bạn Hải Lộc Trần vừa mới tặng một bông hồng. Mọi người bên TikTok nhớ giúp luôn mấy pha thả tim với lại download game nha anh em. Game tên là Em Mua Trứng Vàng. Cảm ơn mọi người. Liên Ninh đang khá mạnh. Liên Ninh mạnh mà. Liên Ninh bản lĩnh có thằng Scout rất là khỏe nha. Mặc dù là cái thời gian thi đấu của nó cũng lâu rồi mà thằng Scout nó giữ phong độ rất là tốt luôn á. Mình nghĩ rằng đúng như cái vị trí của nó ở tại mùa vừa rồi, thằng Scout vẫn là top 3 mid của EPL á. Cho nên là Liên Ninh nếu mà đi xa tại chung kết thế giới thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ là mấy thằng Trung Quốc nó hay bị tới. Tất nhiên là chỉ khoảng chừng năm ngoái thì nó hơi thất bại thôi, chứ thực ở năm 2021 thì cũng không tới nỗi nào. Nhìn chung vẫn có vô địch, vẫn có vào sâu, vẫn có tạch sớm, nhưng mà mình nghĩ rằng Trung Quốc thì vẫn sẽ là khu vực nhỉnh hơn ở tại chung kết thế giới này. Pelu the Supreme Profit giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Liệu CN này Sunday the King Play Hero giúp TS kéo được ra tới ván 5 thì liệu TS có bao nhiêu cơ hội có vé hay vậy? Anh thấy TS đang lên phong độ ác. Nếu như Gam thắng thì Gam sẽ thắng 3-0, 3-1. Còn nếu như tới ván 5, xin mạn phép dự đoán là Secret thắng 3-2. Đúng rồi bạn 19 Mr. Kun ơi, đây là game mobile nha. Game chơi trên điện thoại nhưng mà mình đang chơi giả lập ở trên máy tính. Anh em kéo cái view TikTok lên được 200 không nè. Mấy anh em ở bên YouTube được cho mình thêm một view bên TikTok nha. Kênh TikTok của mình các anh em biết rồi đó. Các bạn cứ tìm Caster Hoàng Luân trên TikTok là ra. Nó chưa có tích xanh nhưng mà anh em tìm chắc cũng dễ. Anh Lu là bay con á. Thì thật ra từ cái ngày, từ cái khoảnh khắc, một cái khoảnh khắc tỏa sáng đầu tiên của thằng bay từ cái tuần thi đấu, chắc là từ tuần 2 của LCK mùa xuân, là mình đã khen thằng bay rồi. Mà khen từ đó tới giờ vẫn chưa thấy bay nó dừng lại. Thì nếu như các bạn hỏi mình là ở thời điểm hiện tại cá nhân nào mà mình có cảm tình nhất ở tại LCK thì đúng là thằng bay á. Đó. Dấu tên 760 đã rescan 5.000 đồng. Tính ra KT cô có duyên với VLKV, bất chấp nó The C đánh giá cao nhất VLKV rất nhiều lần thì nó vẫn chốc tại VLKV. Đúng rồi, đội có duyên với vòng loại khu vực nhất của LCK chính là Samsung. Với lại thằng Dep. Câu chuyện pháp sư thời gian của thằng Dep chính là từ những cái vòng loại khu vực. Nhiều lắm em ơi,
sao mà có thể kể hết được mỗi kỳ chung kết thế giới, nó sẽ có những cá nhân nó nổi lên chứ. Anh thì cũng xếp hạng này nó cũng khó lắm. Gia Cát Nam giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Sẽ ra sao nếu Pai gặp Ruler, chắc A Thức sẽ kẻ em Pai vài đường. Cảm ơn Gia Cát Nam nha. Bạn gái em Fan T1 mà mấy hôm nay khóc mãi em dỗ không được. Ủa bạn gái em đến bây giờ T1 thua vẫn khóc hả? Tính ra bạn gái em đa sầu đa cảm quá ha. Anh nghĩ tới bây giờ thì người bình thường là người ta phải thuộc dạng là chai sạn cảm xúc. Anh thấy là mấy cái tập thể Fan T1 sau trận chung kết rồi anh đi dạo dạo thử vài cái fanpage của Fan T1 á, là mình thấy là mọi người có vẻ tiếp nhận cái thông tin này rất là nhẹ nhàng, kiểu như có thể không, cái này nghiêm túc, cái này mình chia sẻ rất nghiêm túc, là mình nghĩ là phần đông Fan T1 tới thời điểm hiện tại là bắt đầu là quen với chuyện bị Genji nắc rồi chứ. Jerry là tướng tủ của Bay nhưng Bay cầm Afe bắn. Tỷ lệ thắng của thằng Bay con Aphelios cao hơn so với con Jerry nha. Mình không chắc lắm về cái thông số này, nhưng mà lần cuối cùng mà mình check á là thằng Bay tỷ lệ thắng với Aphelios của nó cao hơn so với Jerry đó. Đứa nào gọi nó là one champ Jerry là tầm bậy tầm bạ. Nó bắn qua Aphelios là cháy cũng nhất LCK đó. Không giỡn đâu. Mấy nay mình tới tóc nhớ thả tim giúp Lu nha. Cảm ơn bạn Trọng Nhân, Trọng Khánh, Thức Lê. Game mà Lu đang chơi tên là MU trứng vàng nha anh em. Code thì Lu có để sẵn ở dưới á, BLV666. Nếu mà được thì anh em nhớ giúp Lu một cái download. Gia Cát Nam giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh có nghĩ thêm không nha em ơi? Huấn luyện viên mới ở CKTC. Không. Cảm ơn bạn Trọng Khánh. Ôi, bạn Trọng Khánh gửi qua bên tới tóc nhiều vậy. Cảm ơn Trọng Khánh nha. Trọng Khánh, Trọng Nhân, Thức Lê. Em đi support ăn hết lính AD sao nó chửi em vậy anh? Chửi lại nó em. Tại vì em ăn chưa đủ á. Em ngoài ăn lính em phải ăn mạng nữa cơ. Em ăn hết lính của nó nhưng mà em không ăn mạng là tại là nó chửi em là đúng rồi. Em phải ăn cả mạng nữa. Cố gắng lên em. Lu đoán bằng ý chí xem chung kết hai team nào sẽ vào. À, hai team mạnh nhất á hả? Nếu mà để Lu đoán ngay bây giờ thì hai team mạnh nhất của chung kết thế giới 2023 là Genji với lại Jindong. Cảm ơn bạn 997 nha. Game này kết bạn chơi chung được không? Được, nhưng mà tại vì mỗi ngày anh chơi một cái server khác nhau á. Để hết qua tuần sau đi chơi một cái tài khoản nào ổn định thì kết bạn để còn BK nào các thứ nữa. Để qua tuần sau nha Vinh ơi. Cảm ơn các Nam nha. Lần đầu biết top top, ủng hộ anh. Cảm ơn em nha Trọng Khánh. Có khi nào do setting phím với thằng Guma không đánh được Jerry? Không, không phải đâu. Thằng Guma đánh Jerry bình thường. Nó vẫn đánh được con Jerry, không phải là do setting gì đâu. Có những con tướng nó không thuận là nó không thuận thôi chứ chả phải là do setting gì đâu. Do lối chơi thôi. Mặc dù Pinat đã về T1 nhưng không áo của Benji rộng quá anh. Con 536 thì cái áo đó có ai mặc đâu, ý lộn có ai mặc vừa đâu. Tại vì cái lối chơi bây giờ khó chơi theo kiểu đó lắm anh em. Meta nó cũng đổi nhiều rồi. Bây giờ rừng mà đánh kiểu Benji hồi xưa cũng không dễ đâu. Anh em nào mà không biết kênh TikTok của mình thì mình có để bên phần comment đó nha. Nếu mà bây giờ anh em qua coi bên TikTok thì cơ hội mình trả lời comment nó sẽ cao hơn á. Tại vì bên đó tỷ lệ chọi thấp hơn á. Bên TikTok hiện tại đang có hả 200 người thôi, chưa tới 200 người thôi. Tỷ lệ chọi bên đó là thấp hơn. Admin em đang bên TikTok sẵn, nhớ thả tim cái nha. Cảm ơn bạn Thức Lê, Baby Momotaru với lại Minh Khang vừa gửi quà. Dấu tên 840 đã uy scan 10.000 đồng. Em nghi T1 can 1 SL Vinu Kakoma chu e thay test đờ T1 hiên tài toàn game thu tu tinh. Không nổi đâu, bây giờ không có huấn luyện viên rất ít người dám vô T1. Khó lắm. Anh ơi, bọn fan Trung Quốc lên mạng Weibo bọn nó pressing Warner cộng Guma UC rủa chúng nó CS3T rồi tắt hẳn hai đứa CNO vào mà anh đọc mà e thấy sợ VCS. Thì được, cái tập thể nào nó chả có một cái lượng fan toxic. Đó là chuyện bình thường của thể thao thôi, môn nào cũng vậy thôi. Các bạn coi bóng đá này cũng thế, Liên Minh cũng thế, có những thằng nó kinh dị lắm. Như mình nè, các bạn tưởng tượng đi, mình vẫn có thằng đòi đánh hốt mình luôn mà. Dạ, ông mà còn dự đoán thì oanh nữa, múc ra đường coi chừng tôi. Mỗi lần đọc ở đâu là mình lạnh người, mình phải ra mình sẽ làm hai cái video thi oanh vô địch để cho người nó bớt về rung, sợ vãi. Nổi da gà. Review tí về vòng 2 EPL đi anh. Quán Đỗ Huỳnh An nha, chút xíu nữa nha. Vòng 2 EPL thôi, như cái đầu bờ quấn dẻ. Pelu the Supreme Profit giúp Lu mua xoài 5.000 đồng.
Anh Lu biết tại sao T1 thành tê liệt không? Ngày xưa SKTT1 logo hai cánh vàng mới bay cao giành cúp được từ ngày thành T1. Cũng đúng. Có một cánh sao bay nữa cụt mẹ một cánh rồi. Về cơ bản là cũng mình cũng chưa thấy cái loài thực thể huyền thoại nào hay là thực tế nào mà một cánh mà bay được cả. Cũng hợp lý. Dấu tên 997 đã uy scan 10.000 đồng. Sorry ghi bang DT coder giao DC kheo nam nay JDC vò đích vì bon no to MC đen. Thì Di Đông chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch rồi. Cái kèo 50 triệu đúng không Yumi? Anh đang suy nghĩ dạo này anh bấn quá, anh đường cùng quá. Chắc là đợt này anh sẽ phù hộ cho T1 ha. Nếu mà đúng là cái kèo em đang ra cho anh là T1 và vô địch chung kết thế giới là anh nhận 50 củ thì anh thề anh sẽ cố gắng hết mình để khen Jin Dong với lại Genji ở chung kết thế giới này cho em. Em xác nhận là cái kèo đó giùm anh cái nha Yumi. Lu nghĩ xem liệu hai đội nào sẽ vượt qua vòng loại khu vực LCK. DK và Han của Lightsport. À không, DK và KT. Nhưng mà con team của Lu thì hy vọng là Han của Lightsport với lại DK. Tất nhiên là nếu mà có được kiến thức như tuyển thủ rất là tốt, nhưng mà thực sự thì đa phần bình luận viên không thể nào có kiến thức như tuyển thủ được. Mà thực ra cũng không yêu cầu 100% phải là có kiến thức như tuyển thủ đâu. Chỉ cần đủ kiến thức để bình luận mà thôi. Tại mình nói cái này nè. Là ừ, nếu mà bóp TF thì có thể. Nhưng mà thực ra thời điểm hiện tại là thằng Chovy thì bóp cái gì thằng Chovy nó cũng out trình thôi. Chovy bữa nay hiện tại là phong độ của nó cao, nó đánh gì cũng out trình thôi. Đỡ hơn một tí so với cơ thôi. You know can giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Anh Lu nghĩ tuần này gam lụm TS tỷ số bao nhiêu? 3-1. SD là AD top của VSET. Ê, cái này đồng ý nha. Phong độ của SD từ đầu mùa tới giờ là rất là ngon luôn á. Yumi giúp Lu mua hai trái xoài 20.000 đồng. Không anh ơi, kèo là bất kỳ đội nào vô địch trừ T1 thì anh thắng 50 củ. Thế lại càng ngon. Ok nha Yumi, anh nhận kèo nha. Gửi tặng xoài. À không, Miko Yu. Bạn có thể gửi tặng mình bằng cách là bạn gửi team cho cái livestream này nha Miko Yu. Hoặc không là bạn có thể download game MU trứng vàng mà mình đang chơi để ủng hộ mình cũng được. Còn đây, đây là xoài đây. Đây, xoài đây. Đây là cái hình chụp hồi xoài sinh nhật 2 tuổi, xoài chuẩn bị sinh nhật 3 tuổi. Mấy em bên TikTok nhớ thả tim giúp luôn nha. Cảm ơn bạn Johnny đã gửi tặng quà quá trời. Nãy giờ mình quên chưa cảm ơn. Cảm ơn bạn Johnny nhiều. Nãy giờ mình không để ý. Chưa quen coi thông báo TikTok anh em. Mấy em là bên TikTok nhớ ủng hộ, nếu mà được ủng hộ luôn bằng cách là download game MU trứng vàng này nha anh em. Sau đó xài cái code BLV666 để được nhận 2.000 kim cương. Ủa mình giấu tên 168 đã V-scan 10.000 đồng. Anh ơi em nghe thằng bạn bảo có tin T1 Viper chuẩn không anh? Anh chưa nghe tin đó nhưng mà anh nghĩ chắc là không đâu. Nghiêm túc mà nói, phong độ cá nhân của thằng Guma nó có thua về thằng Viper đâu. Fanboy Jisoo giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Anh Lu ơi anh có thể hỏi VTV có thể mở lại mấy video cũ được không để anh em lưu về tư liệu xưa, em muốn lưu lại video cũ mà không ở đâu có. Hết mùa chung kết thế giới này khi mà bên phía của hai đơn vị là Garena với lại Rod rảnh hơn thì mình nghĩ là chắc là họ sẽ giải quyết cái đó. Supernem Khanh 20 giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Nếu ASEAN LOL đánh BO1 thì anh có nghĩ Việt Nam có thể tạo đợt si bất ngờ trước Trung Hàn ca anh? Có, khi mà BO1 thì cái gì cũng có thể diễn ra, cho nên là cửa đi sâu của Việt Nam nó đã tăng lên. Tại vì nếu chúng ta đánh BO3 chắc chắn không bao giờ thắng được. Nhưng BO1 thì chúng ta có một cái cửa gọi là tầm 5%, 5% đến 10%. BO3 thì chịu, nhưng mà BO1 thì có. Cảm ơn Miko Yu nha, đã gửi tặng hoa hồng. Mấy anh em bên TikTok nhớ thả tim cho Lu cả nha, cảm ơn anh em nhiều. Nếu mà được thì anh em nhớ download game MU trứng vàng nha. Game này Lu đang quảng bá trong vòng 2 tuần này với tuần sau. Lịch sử T1 đó giờ từng bị EPL đánh bại tại chung kết thế giới chưa? Chưa. T1 chưa bao giờ bị đánh bại bởi EPL ở tại chung kết thế giới. T1 thua tại chung kết thế giới là T1 thua các đội đến từ LCK. Như năm ngoái là T1 thua trước thằng DS. Năm 2021 là T1 thua trước DK. Đó, đúng rồi, với lại T1 bị thằng Jiju nữa. Còn T1 không thua LPL ở tại chung kết thế giới. Mấy anh em bên TikTok nhớ thả tim giúp Lu cái nha. Cảm ơn bạn Miko Yu đã tặng kem.
Anh nghĩ Faker bây giờ top mấy mid thế giới? 5. Nó nằm ở chỗ hạng 4, hạng 5 gì đó. Không, Asset không có thay đổi được gì nữa đâu anh em. Chu Vi với Nai, Chu Vi với Nai bây giờ phải để đánh đã. Chu Vi với Nai phải đánh với nhau mới biết được, chứ bạn hỏi tới chung kết thế giới này mới biết được. Hy vọng là hai tụi nó gặp nhau trận BO5. Bây giờ cơ bản nếu mà bây giờ nói ngay bây giờ thì Nai đang nhỉnh hơn, tại vì ít nhất Nai đã có thành tích quốc tế là cái chức vô địch MSI rồi. Anh có cần em chuyển khoản trước 50 củ không anh? Nào T1 vô địch rồi anh chuyển khoản lại em, khi đó cảm giác mất tiền vậy mới đau đớn mặt cười. Thôi Dung My ơi, tiền mà bây giờ 50 củ mà vô tài khoản của anh là nó đi nhanh lắm. Anh bây giờ đang có rất nhiều việc cần phải xài tiền, cho nên là giờ tiền vô là đi nhanh lắm, lúc đó là mất công không có tiền trả lại em. Em cứ giữ đó đi nha. Anh có lo ngại bi kịch 2016, 2017, 2018 lặp lại với KT không? DM liệt con, hết đòi Canyon, rồi tới Cannabis, Scout 2015 không giữ Scout giờ đòi nó về. Cảm ơn thằng Fit nha. Anh thì anh nghĩ rằng KT sẽ có mặt ở chung kết thế giới thôi. Nhưng mà là trong một câu cái anh cứ tự có một cái linh cảm là KT nó có thể tạch luôn á. Cái này là linh cảm kiểu vu vơ thôi. Tại vì nó đang, anh đang sợ là tại vì hôm bữa khi mà KT nó thua Tiêu Anh lần thứ hai á. Ôi mày nhìn cái mặt nó phỏng vấn hả? Gọi là mặt không còn một tí nào gọi là tinh thần luôn, từ thằng huấn luyện viên Hirai cho tới thằng Amin. Rồi thằng BDD khi mà thua trận chung kết nhánh thua, hồi mặt kiểu như là thất vọng cùng cực luôn. Thằng nào bên đó nhìn cũng hết tinh thần á. Cho nên anh đang chỉ sợ là KT nó đang bị gãy tâm lý thôi. Nếu mà nó không gãy tâm lý thì nó sẽ đi. Tại vì phong độ của nó, khả năng của nó tại mùa giải này là sẽ đi chung kết thế giới. Vấn đề bây giờ nó có còn đủ tinh thần hay không.